Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin hôm nay trên kênh của Hiếu trong ngày 27 tháng 10. Thì nội dung thông tin hôm nay khá là hay, rất là đặc biệt luôn. Có liên quan đến những cái sự việc lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng và cái bà Việt Tân. Hôm nay thì Hiếu có một đoạn phóng sự cho chúng ta biết. Đó là cái việc là bà Nguyễn Phương Hằng hiện tại đây bà đang đi du lịch ở Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đà Lạt gì đó. Nhưng mà bà vẫn live stream thách thức bên phía trại giam An Phước tố cáo bà đi. Tố cáo bà là bà moi ra một nồi thúi quắc luôn thưa quý vị. Ghê chưa? Bà này cái miệng rất là ghê nha. Đó. Đâu có ai dám đụng bà đúng không à? Đó, đụng bà sợ bà đi thêm một số năm nữa đúng không quý vị? Và cái thông tin thứ hai nữa đó là đoạn phóng sự cũng cho chúng ta biết á, sau khi mà cái bà Trần Thị Đời được bà Hằng gọi là Việt Tân á, bây giờ trở về nhà là sức khỏe xuống trầm trọng ha, rồi tinh thần coi như là trầm cảm hay gì đó, rồi nào là thở oxy vân vân. Đó, đang yên đang lành rồi đi gặp idol chi, rồi idol gán cho mình cái mác Việt Tân rồi bây giờ hối hận không kịp rồi thưa vị khán giả. Đó, và cái hai cái nội dung nữa đó là một cái văn bản của công an tỉnh Bình Dương, phòng an ninh chính trị nội bộ cũng có gửi đến là các cơ quan ban ngành để mà vào cuộc xem xét lại những cái buổi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng với những cái thông tin chưa được kiểm chứng mà bả lên trên mạng xã hội. Đó, nói thao thao bất tuyệt rồi có những ngôn từ không thể nào chấp nhận được thì làm cho bên phía công an tỉnh Bình Dương, phòng an ninh chính trị nội bộ người ta cũng đã lên tiếng thưa quý vị. Đó, mà cái văn bản này Hiếu thấy thì nó có trước cái ngày 20 tháng 10 talk show có liên quan đến cái bà Việt Tân nha. Trước đó thì người ta cũng đã đưa cái văn bản này ra để mà cảnh báo rồi thưa quý vị. Và một cái thông tin nữa đó là có liên quan đến những người đang đi ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng để mà tố cáo trại giam An Phước hay là Bộ Công an như thế này thế nọ đó, là bên phía Tổng cục An ninh mạng người ta cũng sẽ vào cuộc xem xét để có cái hướng xử lý thưa quý vị. Thì nghe được cái thông tin này chắc có lẽ là những ai đang đi theo ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng chắc cũng mất ăn mất ngủ đây. Và đặc biệt đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì không biết là bà có sợ hay không nha. Chứ Hiếu nghe thì Hiếu cũng thấy lạnh người đó thưa quý vị. À, bà này công nhận bà lì thiệt chứ. Đi tù một lần rồi không sợ. Mà bây giờ chắc lại nhớ cơm tù nữa thì sao, muốn đòi vào đó tiếp tục thưa quý vị. Thật sự hết biết nói nổi đối với cái bà này luôn. Đúng không ạ? À? Thì trước khi mà vào nội dung thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, Hiếu cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị theo dõi kênh của Hiếu cùng với gia đình có ngày cuối tuần. Thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Và trước tiên thì Hiếu mời quý vị khán giả cùng nghe cái đoạn phóng sự sau đây nói về cái sự thách thức của bà Nguyễn Phương Hằng với trại giam An Phước như thế nào. Và trong cái đoạn phóng sự này cũng nói cho chúng ta biết về tình hình sức khỏe của cái bà Việt Tân hiện tại ra sao nha thưa quý vị. Mời quý vị khán giả cùng nghe cái đoạn phóng sự này trước và sau đó thì Hiếu sẽ đọc một cái văn bản của bên phía công an tỉnh Bình Dương và một của bên phía Tổng cục An ninh. Mời quý vị khán giả cùng nghe và để lại bình luận góp ý nhận xét nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngày 26 tháng 10 tại Đà Lạt, nữ CEO livestream và tỏ ra thách trại giam An Phước cho rằng nếu thưa thì sẽ khui ra thêm một nùi nữa nên bảo thưa đi. Mời quý vị lắng nghe. Tình người. Còn An Phước thì hạ hồi phân giải, mọi người nói trời ơi, làm đơn thưa tôi rồi, sợ quá, thưa tôi đi ra thêm một nùi thúi quắc nữa. Tôi đang chờ thưa tôi đó, xong thưa đi, tôi lôi ra thêm một nùi dẻ nữa. Toàn bộ buổi live của nữ CEO đã phát tán trên mạng xã hội, nên chúng tôi chỉ trích dẫn một đoạn. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ, tránh dư luận hoang mang. Cảnh báo đến một số thành phần chống phá, nếu nghe theo các nội dung chưa kiểm chứng, để xuyên tạc cán bộ trại giam An Phước, quy chụp bôi nhọ chính quyền, sẽ có thể bị xử lý nghiêm. Các nội dung này đừng nghĩ là phải cần đơn thư, nếu có cơ sở sẽ có thể khởi tố, bắt giam bất cứ lúc nào. Quay lại câu chuyện bà Đời, báo quá báo. Trần Thị Đời đi gặp CEO về thở oxy, Thị Đời cuối cùng tiêu đời, vì đu idol cuối cùng thành tội đồ của chị hai và fan của chị. Đây gọi là cú đu idol, kinh điển nhất trong lịch sử ngành giải trí. Sau khi đi đu idol về, chị Đời tìm ra chân lý, thà đu dây còn hạnh phúc hơn đu idol. Bà Trần Thị Đời, hiện nay theo người nhà là bị sốc, buồn bã, hết hồn, có xu hướng bệnh nặng thêm vì quẫn trí do suy nghĩ nhiều, theo nguồn tin riêng.
Gia đình bà chưa có nhu cầu kiện tụng gì, chỉ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ, trả lại sự bình yên cho bà đời. Hiện nay, có quá nhiều thông tin xuyên tạc về bà Trần Thị Đời, dù người phụ nữ chất phác, bệnh tật không khác tội đồ, vì sự ngộ nhận với hình ảnh của bà Đời, mà họ truy lùng thêm nhiều người khác để thoá mạ, kể cả người phụ nữ tên Nguyễn Thị Bích Phượng vô cớ bị vạ lây, dù bà Phượng và bà Đời là hai con người khác nhau. Có thể nói, cứ ai có mái tóc ngắn, thì họ đều có thể quy chụp đó là bà Đời, để theo dõi bản chất của một con người, thì thấy đều na ná nhau qua các vụ việc, làm đơn, la làng, đưa hàng loạt tin giả bất lợi liên quan đối phương lên mạng xã hội, áp đảo bằng giọng nói the thé, lặp đi lặp lại như thật, nhưng cuối cùng kết luận điều tra thư không như ai kia tố. Mấy nay, chị hai đi Tây Nguyên, lượt xem giảm đến mức ngỡ ngàng, lúc này chị bào chữa là bị bóp tương tác. Nhớ ngày xưa con số tiền triệu chị đọc thành tiền tỷ, thì buổi live hôm nay, chị đọc con số hàng trăm thành hàng triệu. Cụ thể là mấy trăm nghìn chị đọc thành 7 triệu lượt xem, 520 nghìn lượt xem, thì cô tao đọc thành 8,4 triệu lượt xem. Giờ không mấy ai theo dõi chị, lượt xem đồng thời chưa khoảng 800 người, trong khi chị đang tự tin trên đỉnh nóc. Liên quan thông tin cơ quan chức năng làm việc và tạm giữ chị hai mấy ngày để lấy lời khai, được dân mạng đồn xa đoán gần. Tin tức này, hôm nay, chị hai lên tiếng rằng chưa có cơ quan chức năng nào liên hệ làm việc với chị kể từ ngày chị ra trại. Tất nhiên là không mấy ai tin. Mấy cái chiêu bài giả giả thật thật chị xài hoài, nhiều người nhận diện ra hết rồi. Phải nói thẳng, đến sự việc đụng đến sư Minh Tuệ thì nhiều nhân sĩ trí thức mới nhận ra bản chất của chị thôi. Chiêu bài dùng những thông tin lập lờ để truyền thông chửi rủa người này người kia quá quen thuộc, tuy nhiên lần này lại dùng để nhắm vào một nhà tu không dính dáng gì đến chính trị, đó là sư Minh Tuệ, khiến nhiều người bức xúc, có phải đang điều hướng dư luận bạo lực mạng, gây chia rẽ dân tộc hay không. Liên quan thầy Minh Tuệ và nhóm người đồng tu, ngày 12 tháng 6 cơ quan chức năng đều đã kiểm tra thông qua các bài test, thầy không hề liên quan gì đến chính trị. Do đó, đừng tỏ ra khôn hơn cơ quan an ninh Việt Nam. Những người nào đó muốn đi theo thầy, tìm cách chụp hình đăng lên mạng xã hội để điều hướng dư luận, thì cũng cố hại thầy mà thôi. Một khi đã gọi là đồng bọn chống phá và cần làm việc lớn, thì không ai dạy đi công khai để lộ bí mật như thế. Suy nghĩ và hành vi của xã hội không liên quan đến ông Minh Tuệ, rõ ràng nhất là nhiều tháng nay, ông ẩn tu, không còn xuất hiện, bỗng chốc ồn ào trở lại vì bị nữ CEO châm ngòi, khuấy động. Vậy ai mới là người bất ổn trong thời điểm hiện tại, và thưa nữ CEO chứ ai? Thầy Minh Tuệ đã ẩn tu nhiều tháng rồi cơ mà. Nữ CEO khơi mào lên một chuyện đang yên tĩnh là vì động cơ gì? Sự thật thầy Minh thì bị nổi tiếng bất đắc dĩ, người ta biết ông vì ông bị YouTuber dí sát nút để làm phiền, ổng trốn cũng không yên. Ông Minh Tuệ không tự hô hào để nổi tiếng. Ông Minh Tuệ luôn làm đúng như những gì mình nói rất thật. Nếu nói về tín ngưỡng, thì thầy Minh Tuệ đã đạt được cái đỉnh của đức và hạnh của Phật giáo rồi đấy. Đó là lý do thiên hạ gọi thầy là chân tu. Gần đây, có một bài phỏng vấn khá dài với sư Minh Tuệ, có những câu hỏi liên quan tới nữ CEO. Ngay lập tức một cựu nhà báo đã lên tiếng như sau: tại sao lôi sư Minh Tuệ vào chuyện thị phi với thứ rơ bẩn đó? Có hàng triệu người xưng tụng, ngợi ca sư Minh Tuệ, thì ngược lại cũng có vài ngàn kẻ hằng học mà lị, ai cũng biết sư không bao giờ quan tâm đến những điều đó, dù ngợi ca hay bán bổ. Ngay đến kẻ đánh sư đến dập mặt, sư cũng hoan hỷ và mong cho người đó được hạnh phúc. Thì những thứ như cuồng cuộn, chân quan, các loại ma tăng ô trọc khác, có bán bổ xúc xỉm sau lưng, hay ngay cả trước mặt cũng không làm sư động lòng. Mới đây nhất, lại có một thứ rất trơ bẩn lôi sư ra hăm dọa đe nẹt, thứ này thì sư càng không biết đến. Thế mà vừa rồi trong bài phỏng vấn với sư, lại mang cái điều xúc phạm bẩn thỉu ấy ra nói với sư và hỏi để sư trả lời. Trời đất, để làm chi vậy? Tóm lại, cựu nhà báo này cho rằng không nên so sánh, gọi tên, đặt để hình ảnh của chị cuộn cạnh sư Minh Tuệ vì làm vấy bẩn sư. Dính vô chị không chết cũng bị thương là có thật, không chỉ là chị Đời, mà từ thời Giang Thịnh, Yên, đến Nhâm Hoàng Khang, Hoàng Kim Dung, Quân Giảng Viên và ba trợ lý, đến Tối Tâm, Xây Sẫm Mặt Mày. Rồi không biết số phận của người còn lại ra sao, đợt đó, nếu Yên gật đầu, để cùng nhau cuồn cuộn, thì có lẽ đã có thêm một hoặc hai số phận bi đát, đúng là già và nhăn nheo cũng là một cái tội. Trong buổi live ngày 25 tháng 10, chị hai tiết lộ ba trợ lý giúp sức cho chị đang đi thụ án, chị đợi họ về, sợ ba bạn ấy về thì chị lại đi mất rồi, không biết bao lâu mới gặp lại. Có một bạn nhỏ bình luận thế này, cháu không còn từ ngữ nào có thể dùng để bình luận về cô ấy nữa, nên khi lỡ may đang lướt xem giải trí mà có vô tình thấy cô ấy đang hăng hái thì cũng bình tĩnh lướt ngang qua, cứ xem như mình đi ngang một bãi rác công cộng, cố gắng đi thật nhanh để mùi rác không ảm vào thân thể mình được ạ. Câu trả lời của thầy Minh Tuệ dành cho bà NPH và những người ủng hộ bà ta
trong những phát ngôn về cách tu tập đúng sai của thầy Minh Tuệ. Mặc dù có người lên án, cho rằng không nên đặt để hai con người này cạnh nhau, tuy nhiên, để hiểu rõ câu chuyện, chúng tôi xin được dẫn lại như sau. Gần đây, có một doanh nhân là bà NPH có phát biểu rằng sẽ phân tích việc tu tập của sư đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Phát biểu này của bà làm dậy lên làn sóng của dư luận trong suốt nhiều ngày qua. Rất mong nhận được sự chia sẻ của sư về phát biểu nói trên của bà NPH. Thầy Minh Tuệ, dạ, việc tu tập của con, ai muốn nói đúng cũng được, ai muốn nói sai cũng được. Con tu là việc của con, tốt đẹp là tốt đẹp cho con. Nên ai nói sao cũng được, quyền nói là quyền của họ. Phật Pháp, hữu duyên, thì con chia sẻ. Con đã chọn con đường tu hành rồi, thì con không còn màng đến danh lợi, không đua chen, cũng không dùng tới lý lẽ, để tranh hơn thua, tôi đúng, ông sai, bà sai. Con cũng không quan tâm, đó là lời của ai. Con chỉ theo đuổi và đặt hoàn toàn niềm tin của con vào Đức Thế Tôn. Con chỉ tinh tấn, chánh niệm, soi rọi lại chính mình, xem con đã tu tập đúng, tốt chưa. Con không có đệ tử, không lôi kéo, và cũng không xua đuổi ai. Về công ty Thiên Định Tuệ gì đó, nếu anh Tuấn phát tâm, làm không vì danh, vì lợi, với mục đích giúp đỡ cho con và cả những người tu hành khác, cũng như giữ được sự thanh tịnh, thì con sẽ tán thán, hoan nghênh, và con về sống với họ. Ngược lại, chỗ đó bất tịnh, hoặc liên quan đến danh lợi, đến tổ chức, đến đảng phái, thì con quyết không đồng ý, không hoan nghênh. Họ làm ra, thì đó là việc của họ, con cũng sẽ né tránh. Con chỉ muốn đến những chỗ thanh tịnh để con tu hành thôi. Hạnh tu đầu đà của con, không cần gì, không sở hữu gì. Con chỉ ba y, một bát. Trở lại chuyện nói con đúng hay sai, hoặc nói pháp này đúng, pháp kia trật, là tùy họ. Nếu là đúng, thì họ cứ việc tu cho họ. Còn con đã nguyện tu theo hạnh đầu đà, đúng sai con tự chịu. Đúng thì con hưởng phước, sai thì con lãnh nghiệp. Họ đến để tốt đẹp với con cũng bình thường. Họ đến để ghét bỏ con cũng bình thường. Với con, mọi người đều bình đẳng, ai cũng như ai. Con không vì người này tốt với con, mà con hoan hỷ. Con không vì người kia ghét bỏ con, mà con sân hận. Con đã xả bỏ từ lâu những tham dục, sân hận, si mê. Họ muốn làm gì thì đó là việc của họ. Danh lợi, đảng phái, con không liên quan. Con chỉ liên quan đến việc giữ giới luật, đạo đức tu tập, thực hành hạnh yểm ly. Sống một đời sống tu hành, phạm hạnh, cao thượng. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nguồn, câu hỏi số 10 trích từ buổi phỏng vấn Sư Minh Tuệ ngày 22 tháng 10 năm 2024 của tác giả Phước Nghiêm. Đó, quý vị khán giả thân mến, vì cũng vừa nghe một đoạn phóng sự nói về cái sự hống hách ngông cuồng của bà Nguyễn Phương Hằng thách thức trại giam An Phước. Đó, rồi bà muốn lôi ra hết tất cả mọi thứ nếu như trại giam An Phước tố cáo bà hay là ai đó tố cáo bà, thưa quý vị khán giả. Thấy bà này ghê chưa thưa quý vị, bà không sợ trời, không sợ đất nha. Đó, chắc bà muốn đi xa đó thưa quý vị. Thì trong cái đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng nghe được cái thông tin của cái bà Việt Tân, tình hình sức khỏe xuống trầm trọng đúng không ạ? Phải thở bằng oxy, phải hối hận, gia đình hoang mang và lo lắng thưa quý vị. Đó, khi không mà đang yên đang lành đi gặp idol chi, rồi bây giờ đó thấy đáng thương chưa? Cho nên là quả hổ quả bì nan quả cốt, nhìn cái con người á thì chúng ta chỉ biết ở ngoài thôi, nhưng mà trong lòng của họ thì chúng ta cũng không có biết được đâu đúng không quý vị. Nó thấy lau nước mắt như vậy đó, chứ không phải là vậy đâu. Đó, cuối cùng thì gán cho cái mát Việt Tân ở đây luôn. Thật sự rất là thương xót thưa quý vị khán giả. Thì cũng rất mong là quý vị khán giả để lại bình luận góp ý cho cái đoạn video clip phóng sự vừa rồi nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo thì Hiếu xin đọc một cái lời cảnh báo từ bên phía Tổng cục An ninh, có nói như thế này: một số thành phần phản động cực đoan khi nghe theo lời bà Phương Hằng tố cáo trại giam An Phước, Bộ Công an đang ngày đêm kích động nhân dân, tuyên truyền, xuyên tạc, xúc phạm cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, quy chụp bôi nhọ chính quyền nhân dân. Những thành phần phản động chống phá này mặc định lời bà Hằng là thật, sau đó nhào nặn để công kích chính quyền. Mọi cá nhân chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng của cơ quan chức năng từ những phát ngôn vô căn cứ sẽ bị xử lý nghiêm. Đó, bây giờ những cái thành phần tổ chức mà nghe theo lời bà Nguyễn Phương Hằng á được cho là phản động cực đoan, đó, nhào nặn hay là thêm bớt những cái thông tin
đó, rồi nghe theo lời bà Nguyễn Phương Hằng để mà tố cáo trại giam An Phước, Bộ Công an. Đó thì đó là những cái thành phần được cho là chống phá chính quyền. Thì bên phía Tổng cục An ninh người ta cũng đã đưa ra cái lời cảnh báo này và sẽ điều tra xem xét như thế nào đó để mà có cái hướng xử lý nghiêm, thưa vị khán giả. Đó thì đây là cái thông tin từ Tổng cục An ninh. Còn đến với cái thông tin của bên phía Công an tỉnh Bình Dương, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, thì cái văn bản này nó đã có từ ngày 17 tháng 10 năm 2024, thưa vị. Đó, trước cái buổi talk show của bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến cái bà Việt Tân nha, thì họ cũng đã có cái văn bản này để mà gửi đến là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương, với cái nội dung như thế này: thời gian gần đây, sau khi chấp hành xong án tù, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO phó tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, tiếp tục tổ chức các buổi giao lưu với khách du lịch tại khu du lịch Đại Nam, đã diễn ra vào các ngày như 29 tháng 9 và ngày 6, ngày 12, 13 tháng 10 năm 2024, và dự định tổ chức talk show vào ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại Đại Nam. Trong các buổi giao lưu này, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục đưa ra các thông tin chưa được kiểm chứng. Thông tin này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của quần chúng nhân dân. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật và nhà nước, tạo nhiều dư luận trái chiều trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị của tỉnh Bình Dương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ thông báo và yêu cầu cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy tắc nghề nghiệp trong phát ngôn, đăng tải thông tin trên mạng, tuyệt đối không dùng mạng xã hội để giải quyết các mâu thuẫn, bức xúc, gây phức tạp tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân, nhằm hạn chế việc hình thành những xung đột truyền thông trên không gian mạng trong thời gian tới. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bình Dương thông báo các đồng chí biết chỉ đạo thực hiện: trưởng phòng, Thượng tá Võ Văn Thanh. Đây là cái văn bản có từ ngày 17 tháng 10 năm 2024. Thì trước đó người ta cũng đưa ra cái văn bản này rồi để mà gửi đến các cơ quan ban ngành để mà có cái hướng theo dõi, xem xét và xử lý đối với những thông tin mà nó lệch chuẩn, nó chưa có đúng sự thật, chưa có được kiểm chứng á, mà bả lên livestream như vậy á thì làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh chính trị, vân vân. Đó thì trưởng phòng Thượng tá Võ Văn Thanh cũng đã ký cái văn bản này. Thì đọc cái văn bản này thì chúng ta thấy rằng là bên phía cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an tỉnh Bình Dương, thì họ cũng theo dõi cái sự việc này rất là sát sao. Còn có cái hướng xử lý như thế nào trong thời gian sắp tới thì chúng ta còn chờ đợi nha, thưa quý vị. Thì hôm nay chúng ta cũng biết được thêm nhiều cái thông tin, chẳng hạn như là Công an tỉnh Bình Dương cũng quan tâm về những cái buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, hay là bên phía Tổng cục An ninh thì người ta cũng đưa ra cái lời cảnh báo đó đối với một số thành phần mà phản động cực đoan nghe theo lời của bà Nguyễn Phương Hằng, tố cáo trại giam An Phước, Bộ Công an rồi đó. Thì bên phía an ninh người ta cũng sẽ vào cuộc xem xét và có cái hướng xử lý nghiêm, thưa quý vị. Thì đây cũng là nội dung thông tin trong ngày hôm nay mà Hiểu gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Rất mong là vị khán giả để lại bình luận, góp ý và nhận xét nhé. Hôm nay thì cũng khá dài, chị Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Xin kính chúc tất cả vị khán giả theo dõi kênh của Hiếu cùng với gia đình có ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ.